Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn con giáp được thần tài nâng đỡ đi một bước có tiền, đi hai bước có vàng trong 20 ngày tới đây. Tức là trong 3 tuần tới đây thì có những con giáp này phát tài, giàu có, làm gì cũng thuận lợi. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu con giáp thứ nhất. Đấy là con giáp tuổi Thìn. Trời sinh ra những người tuổi Thìn là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống. Vì luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác. Tử vi chỉ rõ rằng là trong 20 ngày tới đây thì chuyện tình cảm của người tuổi Thìn hết sức tốt đẹp. Nếu độc thân sẽ tìm được một nửa kia của mình. Đối với những người đã có gia đình sẽ có hỷ tín, cuộc sống ngọt ngào viên mãn. Trong cái thời gian tới thì tuổi Thìn sẽ được thần tài phù hộ nên tài vận của người tuổi Thìn cũng hanh thông, thu nhập tăng mạnh. Tiếp theo xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với con giáp thứ hai. Đây là con giáp tuổi Sửu. Những ai cầm tinh tuổi Châu đều vô cùng chăm chỉ. Những người tuổi Sửu kiêu ngạo nên thành công thường đến muộn. Thời gian 20 ngày tới, vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi, đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những cái mâu thuẫn xung đột mà trở nên hạnh phúc ngọt ngào. Trong thời gian này, tuổi Sửu nên biết tận dụng thời gian để hâm nóng chuyện tình cảm đôi đôi, đồng thời mở rộng các cái mối làm ăn để tạo bước đột phá cho mình trong sự nghiệp. Và bây giờ chúng ta cùng đến với con giáp thứ ba, đây là con giáp tuổi Mùi. Tử vi chỉ rõ trong 20 ngày tới, vận đào hoa của người tuổi Mùi rất sáng. Người tuổi Mùi vốn là cái con giáp không khéo léo trong chuyện tình cảm nên thường bỏ lỡ nhiều cái cơ hội tốt trong 20 ngày tới. Người tuổi Mùi đã khắc phục được nhược điểm này và có thể tìm được cho mình mối nhân duyên của cuộc đời. Trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Mùi được thần tài ưu ái con giáp này nên sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng và thu lợi từ việc đầu tư và kinh doanh. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là con giáp được thần tài nâng đỡ trong 20 ngày tới đây. Có thể nói đi một bước có tiền, đi hai bước có vàng. Những con giáp này sẽ phát tài, giàu có, làm gì cũng thuận lợi. Và thay mặt cho ban biên tập của chương trình xin được chúc mừng ba con giáp này và mong rằng các bạn sẽ thu được những cái khoản lợi nhuận cực kỳ tốt trong cái khoảng thời gian 20 ngày tới này. Chúc các bạn sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.